Chiều nay ngày 1 tháng 8, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đường chủ trì hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 và thống nhất một số nội dung liên quan. Cùng dự có Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Văn Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm. Từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 7 vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 tổ chức thành công kỳ họp thứ 6. Trước kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành tiếp xúc cử tri tại địa phương nơi ứng cử theo quy định. Với 53 cuộc tiếp xúc trực tiếp, có hơn 4.100 cử tri tham dự. Chương trình kỳ họp được xây dựng khoa học hợp lý, đảm bảo các nội dung được thông qua đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tích cực thảo luận, nghiêm túc nghiên cứu, đóng góp sâu kỹ về công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung chất vấn tập trung vào các vấn đề quan trọng, bức xúc được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri quan tâm như chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thuốc cho bệnh nhân khám bảo hiểm y tế, sinh phẩm vật tư y tế tại các bệnh viện công lập, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, quy hoạch vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp. Để kịp thời khắc phục những vấn đề tồn tại, nâng cao chất lượng công tác tổ chức các kỳ họp tiếp theo, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đường đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan cần chủ động hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương đối với những nội dung quan trọng trình tại kỳ họp, kịp thời xây dựng lộ trình để triển khai các nội dung trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đúng tiến độ, đảm bảo pháp lý, chất lượng theo kế hoạch chương trình kỳ họp đã thống nhất.